Xin chào buổi sáng mọi người ha. Đó. Năm nay tiếp tục ta ngắm hoa tiếp ha. Nở rần rần luôn nè. Giữa năm mà có hoa ha. Rất nhiều chú hỏi tại sao giữa năm là nó trổ hoa rồi ha, mà nó trổ nhiều luôn chứ không phải trổ ít ha. Đó. Đây, nguyên lý ra bông á, ba cây nó ra bông được là nhờ nó có nụ bông á, nụ bông nó chắc nó tròn. Đó. Thì thời gian mà lúc nó ra cái đọt này nè. Đấy, nó kéo theo cái mầm bông nhỏ. Đây mầm bông nhỏ thì cũng có thời gian được khoảng chừng 3 tháng đi, nó sẽ hình thành lên cái nụ bông á. Thì nó chỉ có vậy thôi á. Đây. Cây muốn có nụ thì phải có bông á. Muốn có bông thì phải có nụ. Cây muốn có nụ á thì cây nó phải ra đọt mới. Thì mới hình thành nụ á. Được cây nó mạnh nó khỏe. Lòng vòng ấy cũng có nhiêu đó thôi ha. Đây lên người ta bày vẽ đủ thứ chuyện á, thứ chuyện này kia rồi. Giống như kiểu cây mọc ở dưới đất á, mọc quang dưới đất thì chả có cần phân thuốc, chả có cần gì cả, đủ đúng ngày giờ á, đúng ngày giờ thì nó nở ra thôi. Này, cúc rồng bay à. Sáng ngày nở đẹp ghê chưa đó. Cái hoa đẹp thì của nó đẹp nhất của nó là cái hoa nở ngày đầu tiên á, ra vừa có nhị nè, vừa có nhụy nè, cánh hoa thẳng đâu ha, có mùi thơm đâu nữa. Qua ngày thứ hai thì nó cũng vẫn còn đẹp á, nhưng mà nó không còn mùi thơm nữa, cái nhị nó đã rụng đi rồi. Đây, nó làm xong chức năng đây ha, nó thụ phấn duy trì nòi giống á, là xong là nó rụng đi. Còn cái nhụy nó còn lại á. Nhụy là cái phần người ta nói là cơ quan sinh dục, nhụy y dài là cơ quan sinh dục cái của hoa, còn nhụy là cơ quan sinh dục đực của hoa nè. Nhiều khi mình thấy người ta ha, thấy người ta để chữ mai cúc mà nhụy đỏ đây, mà cứ để lên lặp đi lặp lại hoài, nhìn thấy nói chung là không, nó không có liên quan mà nhìn thấy nó khó chịu quá, nó sai chính tả mà nó có xuất hiện nhãn nhàng nhàng, ngày nào nó cũng xuất hiện trơn ha, cứ nhụy đỏ ha. Đây như học sinh lớp 5 nhiều khi nó coi á, lớp 1, lớp 2 gì đó, mà lớp 2 đó như thôi mà chính tả mà tới lớp 5 mới rõ hết nè. Nó bọn lớp 2 nó coi thì nói chung đó là nhụy đỏ là cái gì á. Nói chung chuyện đó nó cũng không có gì, mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài thì đâm ra nó giống như mấy chú thầy giáo nói á, giờ này thấy nó xàm gì đâu á. Như mà sinh học học đã đời rồi viết sai á, biết sao mà cứ lặp lại hoài, biết cái sai không có sửa mà cứ lặp lại hoài á. Ban đầu nói chung là ban đầu thì có thể nó đổi thừa hoặc là nó là không biết ha, không biết. Đẹp ghê chưa, ba ngón tay luôn ha, này là ngày thứ ba của nó nè. Mà khi đã lúc đầu nó là không biết á, không biết đổi thừa được, mà khi biết rồi cũng vẫn giữ nguyên á, vẫn giữ nguyên. Nói chung mình đâm lâm kiểu đó, nó dùng mấy chú nhà giáo nó là dạy hoài mà không thấm á. Chùm luôn hết chưa đó. Mấy cây này lặt thì nó ra bông á, còn mấy cây non quá lặt nó ra đọt không nè. Đấy, thấy chưa, nó ra có một vài bông thôi ha, để nụ nó non quá, lúc mà nó ra nó mới có 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi vậy thôi. Cái này thì được 3 tháng thì nó có bông rồi, mà bông mồ côi á. Còn cái này thì nó mới có 1 tháng 2 tháng vậy, nó chưa có hình thành mầm bông trong đó ha. Như thế này nè, nó nhọn liễu à. Đấy, nó đi đọt không ha, đi đọt không đây. Đấy, anh em nhìn này nói chung là cũng không cần nói vậy, nhìn vào thực tế thì chúng ta biết thôi, chứ khỏi cần người này người kia nói á. Muốn có bông thì phải có nụ á. Sao mấy cây có cùng
một giống luôn á, lặt lá thì có cây nó ra bông, có cây nó lại ra đọt á. À, vấn đề là nó nằm ở chỗ cái mầm hoa, cái mầm hoa hay là cái mầm đọt đây, cái mầm ngủ này nè. Này, cái mầm ngủ này nếu mà chúng ta nuôi thêm khoảng 2 tháng nữa thì nó sẽ trở thành cái mầm bông á, nó to lên thành cái mầm bông đó. Còn nếu mà cái mầm bông á, mầm bông tròn thế này mà trước trước 2 tháng ta lặt á, thì nó sẽ ra đọt thôi. Có thời gian để tích lũy, tích lũy để chuyển hóa, từ bông mà thành ở chuyển hóa từ đọt mà thành bông á, thành từ từ mầm ngủ á, mầm ngủ mà thành cái mầm hoa. Nở rừng các bạn, ở trên này thì nó già hơn, nó trổ, còn ở dưới này á nó non hơn, thì nó trổ ít nè, ít bông à. Khi chơi chúng ta để lá ha, ví dụ như đây nè, cái đọt này ví dụ như chúng ta nó bầm, nó đâm dày quá thì chúng ta ngắt bấm này đi, chúng ta chừa lại hai ba cái lá gì đây nè, bấm đây ha, đây chừa lại hai ba cái lá gì đó để cho nó thở cây. Cây này nở ngẹn qua nè, cây này bông già nở bông à, dày dày không à. Này một chùm luôn ha, chùm để coi 2, 4, 6 bông luôn ha, đã chưa, sáng sớm mà nhìn bông nó đã gì đâu đã luôn. Là chúng ta hiểu cái nguyên lý á, cái nguyên lý mà tạo bông, nguyên lý mà ra bông á. Đây, chúng ta muốn cho mai nở là giờ nào nở à. À, điều khiển ha, muốn giờ nào nở, chúng ta muốn cho nó nở vậy ngày sinh nhật của chúng ta, hoặc là ngày mừng sinh nhật của cha của mẹ gì đó, là ngày giỗ ông bà gì á. Là chúng ta canh ngược lại á, ngược lại khoảng 5 tháng lúc đó cho nó ra đọt. Đó. Như cây này nè, nó non quá thì giờ lặt nó ra, đọt không à, nó không có ra bông á. Chứ không phải là đúng Tết á, đúng Tết lạc ra bông đâu. Đó. Như cây chúng ta bứng là tháng 5, tháng 6 lạc trụi lá, Tết chúng ta lạc cũng không có cái bông nào á. Đây. À, muốn có bông thì có nụ á, nụ thì đã ra đọt trước đó 5 tháng vậy thôi. À, nhóm làm chôm chôm á, làm sầu riêng, làm cam đều, bưởi đều á, làm trái nghịch đâu á, trái nghịch giờ làm mai nghịch ha, mai nghịch vụ ha. Hoa nè, bung mà đã chưa, nguyên cái gì là nhìn đã, về luôn nè, 2, 4, 6 bông nằm một chỗ gom một cục nè, nhìn đã thiệt đã ha. Sáu cái bông à. Nè, 6 cái bông nè, vô một chùm luôn nè. Ghê chưa? Đảo ha. Đó. À, cúc rồng bay à. Này nó mới nở, nhìn đã gì đâu ha. Mọi người xem cái cây mai cúc á,
cúc zin của Bình Định kìa. Đó, Tết mình đem về á, đem về cỡ tháng 4 mình mới đôn. Bữa nay tháng 4 âm lịch á. Bữa nay tháng 8 xa 4 tháng nè, lặt lá bữa nay nó tưởng nụ nó ra bông luôn nè. Mọi người xem cây nó nằm ở góc bên đó ha. Đây, ra bông nè ha. Bông dày như cúc vip vậy. Dày lên nè, phun lớp lên. Có đậu trái nữa nè. Đây, nếu chúng ta lấy cái hộp chúng ta ương nó lai ra một cái cây khác nữa. Đây, lặt lá ha. Sau khoảng 10 ngày lặt lá này. Đây, nó lên nè. Đây, nguyên lý ra bông nè. Nụ nó tròn thì nó ra bông thôi ha. Đây. Còn nếu mà nó nụ nhọn thế này á, cái mầm nhọn thế này thì nó ra đọt. Tròn thế này thì ra bông. Chỉ có vậy thôi ha. Rồi chúng ta canh cái thời gian á, canh thời gian cho ra đọt. Thấy hiện tại á, hiện tại thì bây giờ còn đến Tết là khoảng 4 tháng rưỡi đến ngày lặt lá ha. Hiện tại bây giờ người ta đang lấy cái cây đọt nè. Những cây đọt hiện ra hiện tại là những cái cây đọt ngay Tết nè ha. Nó không già quá mà nó cũng không non quá ha. Bắt đầu giai đoạn từ tháng 3 tháng để mà lấy đọt, tháng 6, tháng 7, tháng 8 á. Nói chung là cỡ tháng 7 á, tháng 7 là trung trung á, nó vừa chín tới á. Tháng 7 âm lịch á. Nguyên cây á. Búp đơm hết trơn à. Cây này thì mình bấm đô vào tháng 4 âm lịch ha. Tháng 4 âm lịch thì tháng 8, hiện tại bây giờ là 4 tháng thôi. Nên chưa nút trụ thì nó vẫn chưa có chắc ha. Nói chung là nó cũng hình thành được rồi nè. Đặt lặt một cái này nó ra bông nè. Thấy chưa? 4 tháng nha. 5 tháng thì là ngon nhất, 4 tháng cũng được, 3 tháng cũng được á. Chung 3 tháng cũng được mà nó ra cái bông mà nó ra lại đơn đơn không à, nó không có ra chùm mấy kiểu này nha. 5 tháng thì nó ra chùm hơn nữa. Một chùm là trong một cái bông này nó đẻ ra trong một cái mầm hoa này nè. Thì nó ra 4-5 bông vậy nè ha. Mầm hoa lúc nào nó tạo thôi cũng có, nhưng mà nó phải chắc ha, nó phải chắc thì nó mới lên nhiều được. 4-5 bông không nè. À, chúng ta hiểu nguyên lý á, hiểu nguyên lý ra hoa thì chúng ta nói chung nó linh hoạt lắm, chúng ta muốn cây nó ra giờ nào thì nó ra giờ đó thôi. Kiểm soát á, giống như làm chim chôm nghịch vụ, sầu riêng nghịch vụ đâu ha. Muốn có bông thì phải có nụ, muốn có nụ thì phải cây phải ra đọt ha. Nhưng mà muốn ăn nha, muốn đi ra đường muốn ăn phải có tiền, muốn có tiền thì phải làm việc á, nó phải logic như vậy á, chứ không phải kiểu chung chung á. Quá chung chung là chăm cho như thế nào rồi, ví dụ như đầu năm á, năm chúng ta cho cây ra đọt quá đi ra đọt luôn, ra đọt nói ra đọt đâu, hỏi sao tại sao mà tới giữa năm nó tới tháng 7, tháng 8 này nè nó nở tưng bừng luôn ha. Vậy là đúng là logic của nó rồi. Tại vì nó có nụ á thì nó ra đọt, thì nó hình thành nụ thì nó có bông, thì là đúng quá rồi. Chứ không phải là tại sao á, không phải là lý do tại sao năm nay nở sớm đỡ lỡ thời tiết này kia đâu ha. Thời tiết nói chung là cũng là một phần thôi. Một phần đúng ra là một phần logic hơn á, là do nó có nụ thì nó phải ra bông thôi ha. Còn ví dụ chúng ta làm cái cây chúng ta nó không có nụ á, nó chỉ đi đọt thôi, đi đọt hoài hoài ra đọt vậy, ta bấm nó đẻ đọt hoài hoài á, thì thời tiết nó có khắc nghiệt cỡ nào khắc nghiệt á thì nó cũng không có ra bông được, thì có nụ đâu mà có bông á, đâu có nụ đâu mà lấy gì mà có bông. Này, một chùm luôn nè hoa nè. Như chúng ta không làm việc á, không làm việc hay làm sao mà có tiền được. Không làm việc nhiều cách á, làm việc tay chân là việc đầu óc, hoặc là làm đầu tư này kia á, thì có nhiều cách làm việc á. Sau 4 tháng bấm cho ra đọt ha. Đây, ra bông luôn nè. Mọi người đã hiểu rồi ha, hiểu cái cách mà làm cây nó ra bông thôi. Cây này cây ăn trái là cũng vậy nè, như sầu riêng đâu ha.
sầu riêng chôm chôm đâu đây, thì muốn có trái sầu riêng ăn thì theo cách theo mùa tự nhiên thì em nói xử lý nghịch vụ thì chúng ta phải xử lý ra bông trước đó ha, cho nó ra bông cho nó đậu trái trước đó, chôm chôm cũng y chang vậy thôi. Chôm chôm thông thường là sau Tết á, sau Tết mình làm chôm chôm nó sớm hơn người ta, là sau Tết, sau Tết mình xử lý cho nó ra bông á. Đây cỡ tháng tháng 4 tháng 5 là mình có mình bán rồi. Từ năm âm lịch á, trước khi mùa mưa là mình có em chơi mình bán rồi. Còn đúng chôm chôm mà thường như đúng mùa thì khoảng như tháng 7 âm lịch nè. Tháng 6 tháng 7 âm lịch lúc đó nó mới rộ, còn này chúng ta cho nó sớm hơn thì bán nó có giá hơn nha. Rồi, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ ha. Đây. Này thứ bảy rồi, cuối tuần nha. Hôm nay nghe báo bão mà thấy bữa nay sáng sớm trời cũng ngon quá nè. Tối mưa ầm ầm luôn ha. Tối mưa thì muốn nguyên đêm luôn á. Mai xoắn nè. Đó, ra hoa. Dễ thương à. Này, xem là cái chùm rồng bay này nở à. Đây, vàng cây ở trên này. Đó. Này, dám chắc như nhà anh em có cây nào mà Tết là nó ra đọt rồi đó. Nó ra đọt là sớm hôm giờ chúng ta lặt lá nó cũng ra bông nha. Còn dữ hơn của mình đây nè. Đây là những cái cây của mình đó, là nói chung là cái vùng của mình thì nó không được như người ta mà mình làm nó được như thế này á. Vùng của mình thì nước nôi rồi nó khó khăn dữ lắm, tưới cái cây nó không có tốt lành gì hết trơn á, mà nó cũng vẫn có bông đâu nè. Đây vẫn có bông nè, có bông. Nhắc lại nguyên lý ra bông, muốn có bông phải có nụ, giống như kiểu như muốn có tiền thì phải đi làm việc á, phải đi làm nè. Nó phải logic như vậy á, chứ không kiểu chung chung đâu được. Không kiểu chung chung mà trồng để đại á. Đây là đại Tết nó cũng có bông á. Đây, diễn hình xui là nói chung mà nó cũng đúng á, nhưng mà xét sâu xa hơn thì nó logic hơn ha. Bông mà ra chùm chùm luôn hay sao. Nguyên chùm luôn ha. Đó.